đến rồi, các em có thích không? Thưa cô, em thích lắm ạ. Nghỉ hè em thích gì nè? Thưa cô, nghỉ hè em thích nhiều điều lắm. Em thích là được nghỉ ở nhà, không phải đi học. Còn em? Dạ, em thích ngủ, em thích đi chơi. Em thích nhất là đi học kinh thánh hè. Em cũng thích đi học kinh thánh hè nữa. Giỏi lắm. Trong dịp hè chúng ta có vài ngày học kinh thánh hè với nhau. Các em đừng quên mời bạn cùng đi học kinh thánh hè với mình nhé. Cô ơi cô, năm nay mình học kinh thánh về chuyện gì vậy cô? Các em quan sát xem, lớp chúng ta hôm nay có gì mới không? Thưa cô, em thấy lớp mình có cái tivi, có cái rương thật to, và có kệ sách nữa. Wow, cái tivi này to ghê luôn á. Cái rương ghi là kho báu mùa hè, còn kệ sách thì có tên là truyện kinh thánh. À, chúng ta cùng mở rương kho báu mùa hè, xem trong đó có gì nào. Có nhiều thứ trong rương kho báu mùa hè nè. Có cái gì còn lại ở đây nè? À, Đức Chúa Trời của em. Wow, có tấm bìa to nè. 5T. Ủa, 5T nghĩa là gì? À, Đức Chúa Trời của em có 5 chữ T. Đúng rồi, học kinh thánh qua từng bài, các em sẽ biết 5 chữ T đó nghĩa là gì. À, có mấy chuyện kinh thánh ở đây nè. Wow, có cả chuyện thơ. Ba người bạn trong lò lửa. Vị vua kiêu ngạo. Daniel trong hang sư tử. Đây, còn có chuyện kinh thánh 3T. Mỗi em sẽ đọc rõ ràng, phát âm cho đúng, tập viết thật đẹp, tập tô màu, rồi tất cả sẽ nhận được quà tùy theo kết quả. Cô ơi, còn có máy DVD phim hoạt hình Daniel, phim hoạt hình Shadrach, Meshach và Abednego. Đúng rồi, còn có tập học viên để các em ôn bài và làm bài nữa đó. Có áo thánh kinh hè đó nè, đẹp quá à. Đây, mỗi em sẽ được nhận một áo và mặc vào. Yeah! Đây, trong rương kho báu mùa hè, có DVD bài hát nè. Chúng ta cùng hát với nhau nha. Chúa Trời quyền năng vô đối, Chúa ngự khắp đất trời, Ngài thành tín muôn thu, nhân từ luôn thương xót, thánh khiết nên Ngài chẳng ưa điều tội ô. Ngài là vua trên muôn muôn vua. Tin cậy Đức Chúa Trời quyền năng vô đối, Chúa ngự khắp đất trời, Ngài thành tín muôn thu, nhân từ luôn thương xót, thánh khiết nên Ngài chẳng ưa điều tội ô. Ngài là vua trên muôn muôn muôn. Dù trong cơn khốn khó hoặc khi kinh khiếp, Ngài dùng quyền năng chở che bình an. Ngài luôn bao phủ suốt cả đời con, Ngài là nguồn cây trong đấng con tôn kính. Tin cậy Đức Chúa Trời quyền năng vô đối, Chúa ngự khắp đất trời, Ngài thành tín muôn thu, nhân từ luôn thương xót, thánh khiết nên Ngài chẳng ưa điều tội ô. Ngài là vua
trên yeah, tinh kỳ Đức Chúa Trời quyền năng vô đối, Chúa ngự khắp đất trời nhà hành tinh muôn thù. Nhưng từ luôn thương xót thánh khiết nên Ngài chẳng có điều tội ô. Ngài là vua trên muôn vua, dù khốn khó hoặc khi kinh khiếp, Ngài dùng quyền năng chở che bình an. Ngài luôn bao phủ suốt cả đời con, là một kẻ trong đấng con tôn kính. Tinh kỳ Đức Chúa Trời quyền năng vô đối, Chúa ngự khắp đất trời Ngài thành tinh muôn thù. Nhân từ luôn thương xót thánh khiết nên Ngài chẳng ưa điều tội ô. Ngài là vua trên muôn muôn vua. Dù trong cơn khốn khó hoặc khi kinh khiếp, Ngài dùng quyền năng chở che bình an. Ngài luôn bao phủ suốt cả đời con. Ngài là nguồn gánh trong đấng con. Chúa Trời quyền năng vô đối, Chúa ngự khắp đất trời Ngài thành tinh muôn thu. Nhân từ luôn thương xót thánh khiết nên Ngài chẳng ngừa điều tội ô. Ngài là vua trên muôn muôn vua.